chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Quốc hội công bố kết quả bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ tịch nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp bàn về một số nội dung quan trọng. Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại thị xã Mỹ Hào. Doanh nghiệp địa phương thay đổi để tham gia vào chuỗi công nghiệp phụ trợ. Công an huyện Khói Châu bắt giữ hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày vui lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Hôm nay, Quốc hội tiến hành bầu và công bố kết quả bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, được bầu làm Chủ tịch nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, được bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Không có đại biểu nào có ý kiến. Trong buổi sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với số phiếu tín nhiệm cao, Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri của cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đã tín nhiệm. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Chiều nay, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ cũng đã được Quốc hội thông qua với số phiếu tín nhiệm cao. Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp trước Quốc hội. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe các ngành, các địa phương trình bày các chương trình đề án, dự thảo kế hoạch, trong đó tập trung đóng góp ý kiến vào chương trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu tỷ trọng kinh tế nông nghiệp thủy sản trong cơ cấu kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2025 chiếm 10%. Có 55 đến 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25 đến 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có ít nhất một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Chương trình cũng đã đưa ra một số nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện, trong đó giải pháp về cơ chế chính sách và đầu tư như thực hiện các đề án, dự án, cơ chế tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tiếp tục xử lý đất dôi dư xen kẽ, cho phép tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phần diện tích còn lại 3 hectare trên xã giai đoạn trước, bổ sung thêm cho mỗi xã 2 hectare để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, các địa phương phải chú trọng đến hệ thống giao thông, trường học 3 cấp, nhà văn hóa thôn, các thiết chế văn hóa và công trình phúc lợi. Trong chuyển đổi cây trồng, không nằm trong các khu vực đã được quy hoạch giao thông, đất sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho các xã phê duyệt. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ủy quyền cho các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt vị trí mặt bằng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất cấp xã, đồng thời phân bổ nguồn kinh phí hợp lý theo đặc thù của từng xã. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được ủy quyền chịu trách nhiệm toàn diện trong đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương. Các chương trình đề án dự thảo kế hoạch chỉnh sửa theo góp ý của các ngành để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh quy hoạch của địa phương, của tỉnh, cùng với đó tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính để các thành phần kinh tế phát triển Hưng Yên trở thành mảnh đất khát vọng phát triển. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và việc kiện toàn tổ chức sắp xếp bộ máy và cán bộ sau Đại hội Đảng tại thị xã Mỹ Hào. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo thị xã Mỹ Hào báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã được bầu là 32 người, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường được bầu là 302 người. Đến nay, đã lập danh sách sơ bộ 57 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã, 522 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường để gửi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Số khu vực bỏ phiếu được phê chuẩn là 92 khu vực bỏ phiếu tại 90 đơn vị bầu cử. Hiện các xã phường đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đoàn đã nghe thị xã Mỹ Hào báo cáo về công tác kiện toàn tổ chức sắp xếp bộ máy và cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của thị xã Mỹ Hào. Thời gian tới, thị xã cần tiếp tục triển khai các bước công việc theo kế hoạch. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra giám sát, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo hướng dẫn làm tốt công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, cấp thẻ cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại các khu vực bỏ phiếu đúng quy định. Thời điểm này, các địa phương đang tích cực tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và để lựa chọn những người thực sự có năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Công tác tổ chức hội nghị đang được thực hiện chặt chẽ, khách quan và đúng quy trình. Nhiệm kỳ 2021-2026, thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động có 72 người đang cư trú tại địa bàn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực hiện luật bầu cử, thôn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. Đông đảo cử tri được mời đã tới tham dự hội nghị đúng giờ, nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và phát biểu ý kiến nhận xét các đại biểu ứng cử tập trung vào các vấn đề về tác phong, đạo đức, lối sống, trách nhiệm với cộng đồng.
thôn và ban mặt trận đã đến từng nhà đưa giấy mời chúng tôi, nay là chúng tôi đến đông đủ. Cái thứ nhất là quyền lợi của chúng tôi là cử tri, hai nữa là chúng tôi được trực tiếp mà tiếp xúc với lại các ứng cử viên để chúng tôi tham gia góp ý, nhất là chọn được những người đủ đức đủ tài tham gia ứng cử. Những cái buổi tiếp xúc như thế này thì chúng tôi muốn đóng góp cho các đại biểu ấy những ý kiến tốt đẹp, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trình độ, năng lực và chất lượng quyết sách được những vấn đề lớn của xã cũng như là của huyện, của tỉnh, mang lại lợi ích thiết thực cho dân tôi. Xác định lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú là một trong những bước quan trọng trong quá trình hiệp thương lên danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thông tin rộng rãi đến cử tri nơi cư trú, chủ trương, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình theo đúng luật định, tránh việc khi tổ chức hội nghị không triệu tập đủ cử tri tham dự phải lấy phiếu tín nhiệm trong nhân dân. Luật bầu cử chỉ rõ đối với lại khu dân cư ấy, có trên 100 cử tri thì phải tổ chức hội nghị, thấp nhất thì phải 55 người. Đối với điều kiện của các khu phố của thành phố thì rất nhiều người đi lao động. Thì nếu mà làm cái ngày thường thì rất khó đủ số lượng người để tham gia. Chúng tôi khuyến khích là các địa phương lên tổ chức vào ngày nghỉ xong trong ngày 11 tháng 4 và sau đó thì chuẩn bị các nội dung để cho hiệp thương lần thứ 3. Theo kết quả hiệp thương lần 2, Hưng Yên đã nhất trí lập danh sách sơ bộ là người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, cư trú làm việc tại tỉnh, 106 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 618 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và trên 7.540 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đang tập trung cao độ để hoàn thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri xong trước ngày 13 tháng 4 theo luật định, tạo điều kiện thuận lợi, chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 3 và lập danh sách chính thức người ứng cử. Để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện trước khi đến tay người tiêu dùng, doanh nghiệp cần có những đối tác để tham gia sản xuất một số chi tiết nhất định. Khi Hưng Yên đã là điểm đến đầu tư của nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, thì cơ hội để doanh nghiệp địa phương phát triển công nghiệp phụ trợ mở ra ngày càng nhiều. Và từ thực tế thành công ở một số doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp địa phương phải có sự chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp chung vào những cơ hội này. Dù có quy mô chỉ trên 100 công nhân, nhưng nhiều năm nay, doanh nghiệp này đã làm đối tác trực tiếp sản xuất chi tiết về thêu cho nhiều thương hiệu thời trang lớn như Nike, Polo, ANS của các doanh nghiệp tập đoàn kinh tế nước ngoài. Đạt doanh thu mỗi năm khoảng 30 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 20 đến 30%. Điều này cho thấy, dù là doanh nghiệp nhỏ, nhưng khi chất lượng uy tín sẽ dẫn đến thành công của công ty trong phát triển công nghiệp phụ trợ. Chất lượng là phải là tốt. Điều thứ hai nữa là về cái năng lực của mình. Mình hứa là thời gian này mình giao hàng số lượng bao nhiêu là mình giữ đúng lời hứa. Và thứ ba nữa là cái dịch vụ phục vụ phải tốt. Ba cái điều đấy là rất là quan trọng. Nếu mình thực hiện được cả ba điều đó thì mình chắc chắn sẽ thành công. Để là đối tác sản xuất công nghiệp phụ trợ lớn, uy tín cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước như Daikin, Panasonic, Samsung, Nagakawa, Chubosan, Kenier, Hòa Phát, công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát ở khu công nghiệp Phố Nối A phải đạt các tiêu chuẩn qua rất nhiều lần kiểm tra giám sát chéo thường xuyên, cũng như đột xuất rất khắt khe của đối tác về các tiêu chí như bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, nghĩa vụ thuế nhà nước cho đến chất lượng và thời gian giao hàng. Các khách hàng hàng lớn ví dụ như Daikin, Panasonic, Samsung, họ sẽ có những cái yêu cầu để mà mình đáp ứng được những cái vấn đề đấy thì phải qua một quá trình đào tạo và đầu tư rất là bài bản và lâu dài, và doanh nghiệp phải có những cái định hướng cho công nhân để làm như nào để đáp ứng được yêu cầu khách hàng. Công nghiệp phụ trợ là một lĩnh vực không còn mới lạ ở các địa phương. Hiện nay cơ hội mở ra cho doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi phát triển công nghiệp phụ trợ càng lớn. Quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa ở từng công đoạn trong quy trình sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp địa phương ngày càng khẳng định được vị thế khi tham gia vào chuỗi phát triển công nghiệp phụ trợ. Không ngừng thay đổi và hoàn thiện mọi công đoạn trong quy trình sản xuất cho tốt hơn,
Điều này đã giúp nhiều doanh nghiệp Việt tham gia tốt vào chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất với các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới. Là địa phương nằm ngoài bãi sông Hồng, những năm gần đây, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đã chuyển đổi và xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật là mô hình chăn nuôi bò 3B. Đây là mô hình được xã Phú Cường xây dựng từ năm 2017. Đến nay, xã đã phát triển mở rộng được 45 hộ chăn nuôi với số lượng mỗi hộ nuôi từ 20 đến 35 con, đồng thời thành lập được hợp tác xã chăn nuôi bò thịt. Thức ăn cho bò 3B chủ yếu là cây mía, bã đậu và cám tinh. Mỗi con bò 3B sau từ 13 đến 15 tháng xuất chuồng, trừ hết chi phí, sẽ cho thu lãi trên 10 triệu đồng mỗi con. Đơn cử như gia đình ông Đào Quang Hóa ở thôn Kệ Châu 1 nuôi 35 con bò 3B, mỗi năm trừ hết chi phí cho thu lãi gần 400 triệu đồng. Ngoài mô hình chăn nuôi bò 3B, ở xã Phú Cường xây dựng được mô hình nuôi cá lồng và mô hình trang trại tổng hợp kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt cho hiệu quả kinh tế cao. Đáng chú ý như mô hình chăn nuôi lợn kết hợp với trồng chuối của gia đình ông Vũ Văn Tiên ở thôn Đông Hồng cho thu lãi trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 4, tại cơ sở cách ly tập trung số 1 Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận 198 công dân về từ Vương quốc Anh thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19. Số công dân này là người ở 39 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngay sau khi công dân trở về từ sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đã được bố trí ổn định ở nơi ăn ở, tổ chức đo thân nhiệt, khai báo y tế. Được biết, trước khi đón các công dân trở về cách ly tập trung, Trung đoàn 126 đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất phục vụ các công dân trong suốt thời gian cách ly tại đơn vị. Trong thời gian cách ly tập trung, hàng ngày, nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho các công dân 2 lần, đồng thời phối hợp tổ chức xét nghiệm 2 lần virus SARS-CoV-2. Thời gian qua, nhiều địa phương ở huyện Ân Thi luôn chú trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở và nhờ đó thì đã hạn chế được đơn thư khiếu kiện tố cáo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Vừa qua, tổ hòa giải thôn Tam Đô, xã Hoàng Hoa Thám đã hòa giải thành công mâu thuẫn giữa hai gia đình bà Trương Thị Phòng và ông Nguyễn Văn Chiến liên quan đến tranh chấp đất đai với diện tích khoảng 40m². Hai gia đình trên vốn là chị dâu em chồng và việc tranh chấp đã kéo dài, tưởng chừng không thể hòa giải. Nhưng kể từ khi có sự vào cuộc của các thành viên trong tổ hòa giải của thôn, những uẩn khúc trên đã được giải tỏa. Hai bên gia đình đã hòa thuận, gia đình bà Phòng đã xây nhà mới trên nền đất cũ. Được biết, từ cuối năm 2020 đến nay, thôn Tam Đô xảy ra 4 vụ mâu thuẫn đều được tổ hòa giải của thôn hòa giải thành công. Hòa giải về mâu thuẫn gia đình, rồi hạnh phúc vợ chồng, rồi mâu thuẫn về đất đai, rồi mâu thuẫn hàng xóm láng giềng, thường xuyên là tổ hòa giải đều có mặt. Thôn Bình Xá, xã Tiền Phong là điểm sáng ở Ân Thi về công tác đảm bảo an ninh trật tự nhiều năm nay. Các tranh chấp mâu thuẫn được xử lý dứt điểm ngay tại cơ sở. Để công tác hòa giải đạt kết quả tốt, thôn đã lựa chọn được những hòa giải viên có tâm, có tầm, có trình độ hiểu biết, uy tín và sự nhiệt tình trong công việc để nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Nổi bật, gần đây trong thôn có một đôi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, tổ hòa giải đã đến tuyên truyền phân tích và kết quả hai vợ chồng đoàn kết yêu thương nhau và vui vẻ, thuận hòa trở lại. Nếu mâu thuẫn gay gắt mà giải quyết bằng tình không được là chúng tôi buộc phải đưa ra những cái việc pháp lý, ví dụ vi phạm điều mấy khoản mấy, ví dụ mất trật tự an ninh thôn xóm hoặc mất trật tự nơi công cộng là chúng tôi phải nói chuyện với người ta hoặc là hòa giải mà phân tích cho người ta bằng pháp luật. Tổ hòa giải chúng tôi hoạt động trên nguyên tắc là tập trung dân chủ và giúp đỡ mọi người, tức là cùng nhau chia sẻ khó khăn cho thôn. Trước giờ là chưa có bao giờ có một trường hợp nào phải khiếu kiện vào cấp, và kể cả đến thôn, đến xã là chúng tôi để hòa giải trước khi ra thôn. Hiện nay hầu hết tại các địa phương trong huyện Ân Thi đều có các tổ hòa giải hoạt động. Tỷ lệ hòa giải thành công tăng dần qua từng năm. Việc giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, xích mích ngay khi mới phát sinh đã hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo, giữ vững an ninh trật tự tại các địa phương.
Mới đây, Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt đối với hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng bị bắt đều ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, là Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1967, ở thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, và Dương Đức Hiển, sinh năm 1974, ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, về hành vi cướp giật tài sản. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2021, Vượng và Hiển đi xe mô tô đến đoạn đường 377 thuộc địa phận thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, phát hiện chị Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1993, ở thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, đang điều khiển xe mô tô đi trên đường, phía trước có đeo túi. Sau khi bàn nhau, hai đối tượng đã vượt lên trên áp sát xe, giật chiếc túi sách của chị Hoa đang đeo trên người, rồi bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành rà soát, truy vết đối tượng và kịp thời bắt giữ Vượng và Hiển khi đang lẩn trốn tại Thường Tín, Hà Nội. Đây là vụ cướp giật thứ hai mà các đối tượng thực hiện tại địa bàn huyện Khoái Châu. Được biết, đối tượng Hiển từng có các tiền án về tội cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ. Vượng có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản.